em về đây công tác, tự nhiên hội này xuất hiện xong bảo là em ăn cắp tiền của họ, lừa tiền của họ, em không hề biết gì cả. Ai lừa mày? Các anh bình tĩnh. Nếu như có vấn đề gì, các anh có thể nhờ cơ quan pháp luật can thiệp, tuyệt đối không đe dọa, uy hiếp người khác như vậy. Điều của mày, điều của mày. Tôi cảnh cáo anh, cảnh cáo các anh, nếu còn có hành động như vậy nữa, thì tôi sẽ dùng khả năng tự vệ của mình. Đừng đánh nhau mà. Đừng. Chị phải nghĩ cách giúp anh Cường, đừng để anh ấy bị kỷ luật. Chắc là phải có lý do gì đó, cho nên anh ấy mới hành động như vậy. Em ngồi đi. Cho dù là phòng vệ chính đáng thì cũng không thể biện minh cho hình ảnh phản cảm là đánh người tóe máu ra như vậy. Giả sử Cường đúng đi chăng nữa thì đối với dư luận, thẩm phán không bảo vệ công lý bằng cách đó. Nhân dịp xảy ra chuyện như thế này, mình tát nước theo mưa, khuyên nó chuyển nghề, cháu thấy thế nào? Cháu có đồng ý không? Nếu mà cháu đồng ý, hai cô cháu mình phải đồng tâm hiệp lực, bàn bạc tính toán, nói làm sao cho nó thuận, nó nghe. Cháu đồng ý nhá.